Ngày 30 tháng 10, đại diện Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã chính thức có mặt ở Mexico, hội tụ cùng hơn 100 thí sinh để bước vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Miss Universe lần thứ 73. Giữa rừng nhan sắc, Kỳ Duyên đã khéo léo tạo sự nổi bật bằng cách diện áo dài cách tân màu đỏ rực phối cùng phụ kiện mang phong cách Latin như hoa cải tóc, quạt. Cô cũng tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh và tự quay clip ngắn ghi lại những khoảnh khắc gặp gỡ thí sinh các nước. Có thể thấy, đại diện Việt Nam giữ được tâm trạng thoải mái khi bắt đầu nhập cuộc chinh phục vương miện Miss Universe 2024. Cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ năm nay diễn ra tại Mexico quy tụ đông đảo thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 11. Ban tổ chức cho biết format cuộc thi năm nay sẽ có nhiều thay đổi mới mẻ, hứa hẹn một đêm chung kết kịch tính. Trong số hơn 100 thí sinh, bốn người đẹp đại diện cho từng châu lục sẽ giành quyền vào thẳng top 30. Thí sinh có lượt bình chọn cao nhất cũng sẽ có mặt trong top 30, trong khi 25 gương mặt còn lại sẽ do ban giám khảo chọn lựa. Đại diện Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ duyên sinh năm 1996, quê Nam Định từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Việt Nam 2024. Trước khi lên đường đến Mexico, Kỳ Duyên bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ và sự đầu tư kỹ lưỡng cho hành trình chinh phục danh hiệu Miss Universe 2024. Đây cũng là giấc mơ suốt 10 năm qua của cô, được hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Với kinh nghiệm dày dặn tại các đấu trường nhan sắc, cùng nhan sắc và trí tuệ nổi bật, Kỳ Duyên được kỳ vọng là một trong những ứng cử viên có thể lọt vào top 30, thậm chí tiến xa hơn tại cuộc thi năm nay.